Xin chào tất cả mọi người, mình đang có mặt tại nhà vườn Lộc Trời, tọa lạc tại 895 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm cây trong nhà được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay, đó là cây trúc đùi ếch. Cây trúc đùi ếch là cây lâu năm, có thân mọc ngầm dưới đất, thường mọc thành cụm. Thân cây có các đốt ngắn, có dạng giống đuôi gà, đùi ếch. Khi non, thân cây có màu xanh đậm, ngã màu vàng xanh. Khi già, chiều cao cây trung bình từ 1 đến 3 mét. Nhưng nếu được chăm sóc tốt, cây có thể cao hơn. Lá có màu xanh đậm bóng, hình giáo hoặc hình trứng ngược, đầu lá nhọn. Cây trúc đùi ếch là cây kiểng có thân đẹp nên thường được trồng thành cụm, hàng rào để trang trí tiểu cảnh sân vườn, làm tăng mỹ quan cho các công trình đô thị hoặc tạo lối đi, cho bóng mát trong khuôn viên biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng, ở các nhà hàng, khách sạn, nhà máy, xí nghiệp, các không gian mở như công viên, trường học. Các nghệ nhân chơi cây còn sử dụng cây trúc đùi ếch ép dáng làm cây cảnh bonsai, cây trồng viền để trang trí nhà cửa, mang đến không gian xanh mát, trong lành. Nếu bạn là người yêu thích cây cảnh, hãy đến với nhà vườn Lộc Trời để được xem nhiều mẫu mã cây cảnh đặc sắc nhé.